đấy kéo á. Siêu xe đã ra tới tuyến phố trung tâm. Đây là con đường trung tâm của thành phố Tuyên Quang. Đây là đường Bình Thuận. Bên này là phường Thanh Tuyên Quang. Phường Thanh Tuyên Quang ở đây. Đây này xe kia. Hai xe mà. Thế thì chắc cái xe bên kia rồi. Lúc nay trời đổ một trận mưa, bây giờ tạnh rồi. Mọi người đều đổ xô ra đường. Nó nhiều ô tô, to. Kia là có một chú ngựa có cánh. Đây này có cảnh sát dẫn đường đúng không? Mường Thanh Tuyên Quang. Lúc đấy là máy nó chưa chạy được. Bây giờ chạy nó nóng máy lên nó khác. Như này là tốt rồi. Mưa là một trong bắt đầu ngày nào bọn trẻ con cũng cố đi đi. Đây là mệt đến hồ. Được là đau cỏ chạy hết. Ôi xong là mình phải gọi cho thằng con trai bảo máy đi ra mà để xe về với các ông đấy. Không đổi nữa. Thôi kịp rồi tiền quà. Có trên hình. Xe thì nó lặng đi mãi. Bánh nó bé thì nó đẩy bọn trẻ con cũng ngồi nó chả thế. Mấy chiếc ô tô nhà có xe bỏ mẹ đấy. Cái nhà xe bỏ mẹ đấy. Bánh càng to thì nó đi càng nhanh. Đấy, bánh càng to thì nó đi càng nhanh. Đẩy xếp. 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 Đẩy xếp.
sau mấy ngày đông. Cái hồ này rất là rộng, dài. Đây là trung tâm hội nghị tỉnh Tuyên Quang, nơi tổ chức các sự kiện của tỉnh.